Đi làm và ở nhà cái nào sướng hơn? Đối với bản thân ai chứ bản thân chi thì chỉ thấy ở nhà thì nó công việc nó nhiều hơn á. Công việc không tên hàng ngày làm biết bao nhiêu việc không hết luôn đúng không mọi người? Chi hay nói mẹ không hiểu mẹ làm cái gì mà cứ quay quằn hoài cả sáng tối làm cả ngày. Chỉ có mấy chị em nội trợ ở nhà mới hiểu đúng không? Hết chuyện này tới chuyện kia chuyện đâu đâu nó ra sùm mà làm cả ngày không hết việc luôn. Nhà mấy bạn có giống như nhà tôi không? Mua bao nhiêu miếng rửa son thì mẹ không lấy đâu, mẹ toàn lấy miếng mùng không à. Mẹ kêu miếng mùng thì rửa nó mới sạch, rửa nó mới bọt nhiều đấy. Sáng có làm gì đâu, quay quần hết bao nhiêu đó là công dương buổi sáng rồi. Mọi người có tin là một bịch rau này chưa tới 10.000. Anh đi chợ mà cầm ba bó rau này người ta nói có 5.000 à. Thêm 2.000 rau muống nữa trời nó rỉ rề luôn vậy á. Chỉ lặt một ít cái rau dền đỏ này để mà lát nồi nấu cháo nấu canh cho Helen này. Trời ơi về đây á, cái gì cũng rỉ hết. Mà trước khi buổi sáng làm tất cả mọi việc như này là chị phải thoa kem chống nắng lắm. Tại vì ở quê nắng lắm. Mấy bà cứ nói là để có thời gian mà dưỡng là không có đâu nha. Phải dưỡng trước đi đã, bảo vệ da trước đi đã. Chứ không là nám sạm sau này á khó trị, mà trị lâu thời gian lâu mà lại tốn tiền nữa. Mà kem chống nắng nhà chị á, chỉ số chống nắng SPF là 50 cộng, BA 4 lớp 4 số cộng. Nó bảo vệ da cho mình tối ưu mà đặc biệt cái nha, nó nâng tông da cho mình một tông nữa. Thoa kem giống như là mọi người mắc cúp da lên một tông như vậy. Chị là thuộc tiếp da dầu nhưng mà thoa lên rất là ok la nha. Bà nào mà da dầu mà da dễ kích ứng á, thì dùng cái bộ này cho em chơi nha. Bảo vệ da cho mình không bị sạm nám đen nha.